Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016, tại Tổ đình Minh Đăng Quang, thành phố Santa Nam, miền Nam California, đã có Đại hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử Minh Quảng Đức với sự tham dự của các chư tôn đức tăng ni và các huynh trưởng từ nhiều nơi về tham dự. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Buổi lễ khai mạc Đại hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử miền Quảng Đức kỳ thứ 12 và lễ hiệp kỳ 2016, sau khi cung nghinh chư tôn đức quang lâm chứng minh và nghi thức chào cờ khai mạc, cũng như phần giới thiệu chư tôn đức ni và các huynh trưởng gia đình Phật tử và quan khách tham dự, huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp, MC của buổi lễ, đã giới thiệu diễn văn khai mạc của huynh trưởng Biểu Thành Phan Thành Trinh, trưởng ban tổ chức. Chúng con, chúng em, những huynh trưởng trẻ trong miền mạnh vàng, dẫn thân đứng lên nhận lãnh trách nhiệm tổ chức đại hội lần thứ 12 này. Tinh thần huynh trưởng trẻ lúc nào cũng năng nổ sống động, nhưng chúng em thiếu đi sự kham nhẫn, kiên nhẫn. Nếu như không có sự dìu dắt, hỗ trợ của quý anh chị trưởng niên trong miền, chúng em khó có thể hoàn mãn trách nhiệm mà được giao phó trong miền. Kế đến là phần ngỏ lời của huynh trưởng Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, xử lý thường vụ trưởng ban. Hôm nay, ban hướng dẫn miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ nao nức đón nhận đại hội huynh trưởng lần thứ 12 với tâm nguyện chung sức chung lòng xây đắp mái nhà lam thân thương mà các bậc tiền bối hữu công của tổ chức đã một thời dày công dựng xây dựng và trao truyền qua bao thế hệ. Tiếp theo là thuyết từ của trưởng ban hướng dẫn huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, huynh trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hiểu. Anh chị em cố gắng vận hành làm sao để có được sự tương hợp và nhu cầu thực tế. Đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi tinh thần dẫn thân của hàng huynh trưởng trẻ, vì đó là lớp huynh trưởng đầy sáng tạo. Sau và phát biểu của các huynh trưởng và quan khách tham dự là phần ban đạo từ của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Tất cả các anh chị hãy vì tổ chức, vì tinh thần giáo dục thanh thiếu đồng niên mà dấn thân nhiều hơn nữa để gìn giữ cho sự tổ chức của gia đình Phật tử Việt Nam có một bước đi dài trong tương lai, để xây dựng cái tinh thần giáo dục tuổi trẻ mà hồi nãy giờ chúng tôi ngồi đây nghe các anh chị ca tụng về tuổi trẻ, các anh chị tán thán về tuổi trẻ, thì mong rằng cái phương châm của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam là giáo dục, phụng sự, trưởng thành, nuôi dưỡng tuổi trẻ, đó là bổn phận, là trách nhiệm của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý khán thính giả, buổi lễ khai mạc Đại hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử miền Quảng Đức kỳ thứ 12 và lễ hiệp kỳ 2016 được tổ chức tại Tổ đình Minh Đăng Quang, thành phố Santa Ana, miền Nam California. Chương trình sau đó đã được tiếp tục với phần ban hướng dẫn miền Quảng Đức và các đơn vị dâng hương, hoa quả cúng dường, phần đọc văn tế hiệp kỳ, phần cung thỉnh chư tôn đức niệm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ cúng dường giác linh cố hòa thượng, chư vị anh linh, chân linh và hương linh các thành viên gia đình Phật tử. Và chương trình đã kết thúc vào buổi trưa cùng ngày với lời cảm tạ của ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.